Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Sau 3 ngày rèn luyện phương pháp rèn trí nhớ thì hôm nay cô đã nhớ được 50 số ngẫu nhiên bằng phương pháp liên tưởng hình ảnh, kết nối và kể chuyện. Sau đây thì cô sẽ biểu diễn nhớ 50 con số ngẫu nhiên. Mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi và cổ vũ cho cô nhé. Để cho khách quan thì cô sẽ nhắm mắt lại và đọc 50 con số ngẫu nhiên trên tấm bảng. Các bạn hãy theo dõi và cổ vũ cho cô. 12, 24, 35, 43, 91, 63, 75, 29, 13, 41, 50, 74, 66, 02, 01, 72, 11, 23, 85, 26, 90, 25, 37, 22, 89, 03. Đó là 50 con số ngẫu nhiên mà cô đã nhớ được qua cái việc rèn luyện phương pháp ghi nhớ trong cái chương trình học siêu trí nhớ học đường. Các bạn thấy cô nhớ đã đúng chưa? Nếu mà đúng rồi thì các bạn hãy thả tim cho cô nhé. Các bạn muốn tìm hiểu để học tập rèn luyện siêu trí nhớ học đường, nhớ các con số 50, 100, 200, 500, các con số ngẫu nhiên thì các bạn hãy bình luận dưới video của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.